I am Batman. Over. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Nhận lấy ưu phiền. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu. Ye lần chim lan sân chi suy. Tân ta tàu liều kịch hùng hùng. Bong kim tích hầu dầu y kinh. Bình hay yu hơi. Sâm sĩ liều hoạt hơi. Yết chân gong bay. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ý Tứ. Trong số video lần này, mình muốn giới thiệu với mọi người một cái nhân vật mà trong phim anh ta được xem là siêu anh hùng, còn trong game anh ta là nỗi ám ảnh của những xạ thủ và pháp sư ở thứ hạng cao thủ khoảng chừng 30 sao đổ lại. Tuy được gọi là siêu anh hùng nhưng anh ta không giống như các siêu anh hùng khác, anh ta không có bất kỳ một siêu lực nào cả. Nhưng anh ta rất là giàu, anh ta có trí tuệ của một bậc thiên tài, cái khả năng am hiểu khoa học công nghệ, cái khả năng võ thuật, cái khả năng trinh thám. Và anh ta cực kỳ căm ghét bọn tội phạm, tại vì từ lúc nhỏ anh ta đã phải sống với một cái tuổi thơ mà chứng kiến cái chết của chính cha mẹ mình. Chính những điều đó đã giúp cho anh ta tôi luyện và đạt tới cái giới hạn của một con người về mặt thể chất. Anh ta luôn muốn sống với cái lý tưởng chính nghĩa của mình, không ai khác, đó chính là Batman. Thường thường á, khi chơi Batman ở khoảng 1 phút 30 giây đổ vị sao á, mình có hai lựa chọn. Một là đi canh đường rồng, hai nữa là núp bụi cỏ tại đường giữa này đây. Natalia, cô ta mang tên là Beth Malone, tôi tiến hành móc cho cô ta la đây. Đó là cái lưu ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người. Những bạn mà mới tập chơi, anh em thử trải nghiệm đi. Một là đi canh đường rồng, hai nữa là núp bụi cỏ tại những cái vị trí mà bạn nghĩ rằng đối phương sẽ đi qua. Và nó sẽ là một trong những cái cơ hội để bạn có thể tạo được những cái pha ăn mạng nó dễ dàng. Nên nhớ, Batman, cái khả năng tàng hình của nó, đó là một ưu điểm vượt trội. Chưa dừng lại thì những chiêu thức của Batman nó mang cái khả năng làm chón, kết hợp với cái lượng sát thương của nó sẽ nổ cùng tại một thời điểm, và sẽ có một đối tượng nào đó bất kỳ nằm trong tầm với chịu gấp đôi sát thương. Vì vậy khi mà các bạn chơi công tướng Batman, các bạn hãy nhớ cho mình 3 chữ là phải đánh lén ha. Lầu rèo lướt vào rất tự tin, đài phán xét được triệu hồi, đét trai cô ta vẫn chưa cảm nhận được Batman. Vóng cho mình phi tiêu dơi, dùng cho mình kỹ năng dơ đêm, đâm vào rất mạnh đến từ vị trí của Batman. Và nó đã khiến cho cô nàng đét trai bị thủng luôn cả cái mạng. Và cô ta đã phải lên bảng điểm số. Hai mạng rồi anh em ạ. Nói như thế nào nha. Rồi, thực sự mà nói, từ lúc mình chơi game Liên Quân tới giờ á, mình không có thích cướp đâu mọi người ạ. Nhưng mà vì mình nhớ tới cái lời của các bậc bô lão trưởng bối ngày xưa: con ơi nhớ lấy lời ta, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Cho nên cung kính không bằng tuân mệnh, mình buộc phải cướp rừng của Phoenix ở trong ván game này. Giao tranh đang xảy ra. Natalia, họ đang có 3 người quay người trở lại chơi với Phoenix, nhưng Phoenix có kỹ năng nẹt điện và kéo xa khoảng cách, khiến cho cái cảm giác tù lì của Batman được xuất hiện và không thể nào mà truy đuổi và triệt hạ được người ta nữa. Họ đang cố gắng ôm trụ, lượng máu không còn nhiều. Phoenix đủ tự tin để có thể dùng cái pha nẹt điện đó, bởi vì anh ta biết được rằng đồng đội của anh ta, Crack, ở ngay phía sau, còn đủ kỹ năng. Và mình quay về phần rừng tiếp. Thêm một kinh nghiệm nữa mình cũng muốn chia sẻ với những bạn nào mới tập chơi rừng Batman: khi bạn đã hoàn thành xong cái công việc là ăn bùa, nếu như trong trường hợp đó đồng đội đang cầu cứu hoặc là đang chuẩn bị đánh nhau, thì bạn hãy bỏ cái bãi quái rừng đi mà nhanh nhảu chạy đến hỗ trợ đồng đội ngay. Tập trung đông nha, có kèo đánh nhau các bạn ơi. Đó là một thế 3-2 đây. Natalia, cô ta bị bắt con cọp, bị chụp lại là Beth Malone phải móc cho cô ta la. Thực sự thì mình không muốn làm hành động đó đối với cô ta đâu, mình chỉ muốn làm dơi thôi. Nhưng mà chuyện đó mình bỏ sang một bên đi. Lữ bố ơi, anh ta hơi bị hăng máu rồi, dính phải kế điệu hổ ly sơn, đã phải gục ngã. Mình sẽ cho các bạn thấy được rằng sức mạnh của Batman tầng 2 là như thế nào nha. Anh, nhưng mà tự nhiên tay tôi nó ra mồ hôi, cho nên tôi chọn cái giải pháp là vào phần rừng lao nhẹ mồ hôi tay phát, rồi sau đó sẽ ra nha mọi người. Và lúc mà mình farm xong con quái rừng, mình lao mồ hôi tay xong, thì có cô nàng lâu reo. Cô nàng lâu reo tới, nó giúp cho mình có thêm cái mức độ tự tin đủ để có thể chơi khô máu đối với họ đây. Chết mẹ, bị giết mày.
5 phút đã trôi qua và mình cảm giác rằng cái sát chiến đang tụ lại hơi bị nhiều tại đường dưới. Trước khi mà các bạn đi ganh á, mọi người cần phải soi map để xác định vị trí xạ thủ pháp sư. Lavele bị kéo lại, sát thương chồng quá dữ đã phải nằm xuống. Vidal là người thứ hai tóc biến vào trong trụ, cố gắng bỏ chạy che chắn lại mừng giờ đêm không được luôn. Đó là hồi hồi tù Natalia, lộ reo mở đi mà đang bắt xét nội tại truy ấn trời phạt đã hạ sát được Phoenix rồi. Chưa dừng lại mặt che chắn quá ghê đi, ta còn cho mình xếp là quái. 2 giây nữa mình sẽ có được cho mình ba sút game, khi đó mình sẽ tự tin hơn. Nắm đuôi tóc bao led lại dính phải vi tiêu dời bóp đít ba phát cũng ra ba đồng luôn rồi. À, Laurel cô ta sử dụng cho mình đôi cánh thần khiết rất là chuẩn. Tiếp tục là đôi cánh thần khiết quay ngược trở lại combo combo. Double kill, triple kill mang về cho Batman. Thừa thắng xông lên, tiện đường công tác, ăn luôn con rồng và đẩy cao cái việc lấy trụ nè mọi người ạ. Và sau khi có con rồng này mình sẽ hướng tới con tà thần luôn. Bởi vì một trong những kinh nghiệm chắc rằng anh em ai cũng biết rồi đúng không ạ? Ở thời điểm hiện tại khi mà team có lữ bố đó, hãy cố gắng ăn con tà thần càng sớm càng tốt. Đây là một trong những cái điều kiện cần để giúp cho mình có thể end game một cách sớm nhất ha. Tà thần sẽ sớm bị sơ tái khi mà có sự góp mặt của lữ bố. Sau khi có tà thần thì cái cuộc game này nó sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn đối với tụi mình ha. Dedra tại đường trên kìa nha, có nên tạo cho cô ta một cái bất ngờ không à? Còn chiêu cuối nha, và với cái khả năng tàn hình của Batman nó đủ sức để có thể dùng sát thương của Dedra khi mà Dedra chưa bật chiêu cuối ha. Truy đuổi Dedra không à? Truy đuổi được không? À không, được rồi mọi người, nó có cái tốc hành ha, cho nên tạm thời buông bỏ nha, di chuyển sang đường giữa để có thể tìm cớ và giết cô nàng Violet này đây. Tôi sẽ thị phạm cho bạn thấy được rằng một cái pha combo giết Violet nhẹ nhàng. Con mẹ nó. Con nhà nhớ. Con mẹ nó. Tệ thật. Thực sự thì nếu như mà các bạn để ý kỹ, đó là một cái tình huống giả bộ. Mày đừng có bốc quét. Mục đích của cái việc giả bộ là mình muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm nho nhỏ là chơi Batman anh em cần phải có một cái sự canh chiêu cho nó thật là chuẩn. Và nếu như mà các bạn canh chiêu không chuẩn thì đó sẽ là một cái sai lầm nha. Thì cái pha vừa rồi nó chỉ là một cái tình huống giả bộ mà thôi nha mọi người. Rồi tụi mình quay trở lại game tiếp nào. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về cái phần combo của con tướng Batman đi ha. Nói về cái kinh nghiệm của bản thân đi ha, thì mình thấy đánh Batman xoay qua xoay lại nó chỉ có một cái dạng combo chính mà thôi, nói ngắn gọn là 3-2-1. Nhưng nói cụ thể á, đó là bạn sẽ bật chiêu 3 ở thời điểm bạn chuẩn bị đi gank, sau đó bạn sẽ phóng cái phi tiêu dơi chiêu 2 lên đối phương. Khi phóng trúng rồi nó sẽ có hai cái option để bạn lựa chọn. Một là bạn sẽ đánh thường rồi bạn tái kích hoạt chiêu 3 tiếp cận rồi bạn dùng chiêu 1. Hai nữa là bạn sẽ tái kích hoạt chiêu 3 rồi bạn sẽ dùng chiêu 1 rồi bạn kết hợp với đánh thường đó, nó là như vậy. Rồi nè, ở cái vị trí này team bạn mà muốn quất nhau nha, xác suất cao họ sẽ phải nhận một cái kết bi thảm luôn á. Tại vì sao? Batman đang có một cái góc cực kỳ đẹp, đúc đầu đích Nata bị hạ sát, huyết tới đến được con Dedra. Lữ bố chiến thần lao lên chặn đường lại của Phoenix bằng lóng siêu thanh. Lữ bố bị trói lại, tóc biển lên tỏa sáng lên được con mập địch. Lavender có cho mình con bắn, ta có cho mình đằng Ly Châu, tái kích hoạt giờ đêm lần hai, trừ khử được Phoenix rồi. Ba thành viên đang phải nằm xuống, mập là thành viên thứ tư, Violet đến quá trễ đi. Nhìn vào cách đánh của Violet nó làm tôi nhớ tới một cái hình ảnh như sau, tôi xin phép sử dụng biện pháp ẩn dụ. Nó làm tôi nhớ tới hình ảnh cái lớp xe đạp Trung Quốc hồi cái thời học sinh, mà mỗi ngày tôi đều chở cái cô bạn là nữ sinh Hoa Khôi đến nhà nghỉ để hai đứa học thêm. Cái lớp nó quá non đi, nó khiến cho cái việc di chuyển của tôi trở nên khó khăn, và nó cũng giống như cái cách mà Violet đang chơi vậy, quá non nha. Rồi anh em tụi mình quay trở lại cái câu chuyện về con tướng Batman. Thật sự thì con tướng nào nó cũng có cái sở trường và sở đoản cả. Riêng về Batman thì mình thấy rằng nó có ba cái huyệt tử như sau. À xin lỗi, dùng cái từ huyệt tử thì nó hơi quá. Ba cái điểm lưu ý như sau. Đầu tiên á, lượng máu của Batman khá là mỏng, vì vậy bạn chỉ có thể chơi theo hai cách. Một là bắt lẻ, hai là khi giao tranh tổng xảy ra, sau khi bạn dùng hết chiêu thì bắt buộc rằng bạn phải cố gắng chạy ra bên ngoài, và sau khi có chiêu thì quay trở lại tiếp. Và khi bạn chạy ra như vậy cần đồng đội hỗ trợ. Bà nội cha dám đụng tới tôi thì tới số rồi. Đéo. Hình ảnh mà các bạn vừa thấy khi nãy là một cái hành động đã nhất của anh em chơi game Liên Quân khi lựa chọn những con tướng tàng hình và bắt lẻ được đối phương. Violet ngày hôm nay khá là nhỏ khi gặp phải Batman. Violet anh ta khá là nhỏ, tôi nghĩ rằng anh ta cần phải mua ngay cho mình cái bảo hiểm nhân thọ, chạy về nhà trọ và sóc lọ. Xin lỗi mọi người, không có vế sao nha, tôi nói bậy, xin lỗi mọi người. Anh em tụi mình quay trở lại cái câu chuyện về những cái điểm cần lưu ý. Điểm lưu ý thứ hai đó là Batman không phải là một con tướng dễ chơi đâu nha. Để có thể chơi được Batman, bạn phải thực sự là một người chơi cứng cựa, bạn phải có cái sự tôi luyện và gắn liền với Liên Quân này cũng khá thời gian đó. Thì bạn phải nắm vững được hai cái kỹ năng. Một là cái khả năng định hướng, hai là cái khả năng phán đoán những tình huống giao tranh sắp sửa xảy ra, để từ đó mình đưa ra cái quyết định bật chiêu cứu cho nó thật là chuẩn nha mọi người. Mình không chơi thì thôi, nhưng mà một khi lựa chọn Batman siêu anh hùng đi rừng á, là phải cho nó thật là pro ha. Hãy thử tưởng tượng trường hợp bạn chơi siêu anh hùng mà bạn tung chiêu hùng, bạn thấy nhục không? Chứ tôi là tôi thấy nhục dữ lắm luôn đó.
Từ đó tới giờ tôi không ba hoa múa mép nha. Nhưng tôi còn nhớ như in vào ngày 28 tháng 6 năm 2017 là cái ngày mà Batman về. Từ thời điểm đó tới bây giờ tôi chơi Batman chưa bao giờ tung chiêu hụt. Đó là một cái lời khẳng định chắc nịch đến từ vị trí của đệ tử. Khoan! Dừng! Tôi chơi Batman chưa bao giờ tung chiêu hụt. Hấu! Justice. Rồi anh em tụi mình quay trở lại game nào. Và cái điểm lưu ý thứ ba là gì ạ? Hầu hết các kỹ năng của Batman nó đều thiên về khả năng tấn công là chủ yếu. Nó không được trang bị quá nhiều cái skill để các bạn có thể thoát thân. Vì vậy trong trường hợp bạn gặp những con tướng mà có hiệu ứng khống chế quá cứng đi, thì dùm ơn dùm phước bỏ Batman ngay. Đừng bao giờ chọn Batman đi rừng nha mọi người. Đó là như vậy đó. Trận game này nó sẽ là một cái phớ phạch game đối với tụi mình đây. Khi mà Batman nó đã quá xanh 16-0 rồi. Video nó cũng đã đủ dài rồi. Như vậy là ngày hôm nay mình cũng đã chia sẻ kha khá với các bạn về con tướng Batman. Mong rằng sẽ mang lại cái yếu tố giải trí cũng giống như là một số kinh nghiệm nho nhỏ dành cho những bạn mới tập chơi. Chúc các bạn may mắn và sẽ giành được vinh quang đối với con tướng siêu anh hùng, siêu sát thủ Batman này nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hàng có thể ghé ngay shop điện tử.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ tặng đệ tử một lượt like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng nhau xem nha.